Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 8, những bóng ma cứ lờn vờn xung quanh và quấy nhiễu cuộc đời của cô gái an nhiên, thì Tâm An hiểu được rằng là cô ấy chính là một chùm chìa khóa đang mở ra tất cả mọi bí mật trong nhà của ông chủ thượng. Nhưng tại sao chùm chìa khóa này lại có trách nhiệm nặng nề đến như vậy khiến cho cô hoảng sợ và thật may mắn bởi vì có cậu cả Phong ở bên cạnh an ủi, động viên, chia sẻ với cô. Và câu chuyện về nhà ông chủ thượng sẽ tiếp tục như thế nào? Tâm An đang vô cùng thắc mắc về bức tranh bị mất cắp ngay từ tầm 1 của câu chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 9 ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong tập 9, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 9 câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của Tâm An. phải mất mấy giây sau bà hai mới chịu gật đầu đáp lại anh mà cũng chỉ gật đầu thôi ngoài ra bà cũng không chịu mờ miệng nói thêm gì khác phòng biết rõ mẹ mình đang phải đấu tranh tâm lý vậy nên anh lúc này chỉ có thể lui về sau nhường chỗ cho mẹ anh suy nghĩ anh thật sự không muốn uy hiếp hay cảnh cáo mẹ mình nhưng nếu không làm như thế này bà ấy sẽ không chịu nói thật mà nếu bà ấy cứ giấu giếm anh không chịu nói để đến khi sự thật được ba anh phanh phui ra Thì đến lúc đó Có là mối tình đầu Ba anh cũng không nề mặt Anh chỉ hy vọng mẹ anh biết đâu là nặng Đâu là nhẹ Mà chịu quay đầu Trước khi mọi thứ quá muộn Nhiên gặp được Phong Đã là mấy ngày sau sự kiện con gấm Bị ngất trước mộ của Thanh Nga Dì giúp việc hôm nay nấu một bữa cực kỳ thịnh soạn Nhiên ăn đến no căng cả bụng Mới chịu dừng lại Ăn xong bữa chiều Nhiên kéo Phong ra hồ sen gần đó hóng mát Hái cho cô một búp sen tươi Anh vừa bóc hạt cho cô ăn Vừa dặn dò cô Ăn hết búp này thôi Ăn nhiều hạt sen tươi sẽ đầy bụng đấy Em biết rồi mà À này, chị gấm thế nào rồi anh Vẫn như vậy Chưa tỉnh táo lại được Lúc thì nhớ anh Lúc lại nói anh là ma Nhiên nhèo mày suy ngẫm Cô có hỏi qua ma tú Anh ta khẳng định với cô là anh ta không hề hù dọa cái gì chị gấm cả đến anh ta còn không biết mộ của thanh nga ở đâu thì làm sao mà hù dọa chị gấm cho được lại nhớ đến những gì ma tú đã nói với cô lúc này cô mới nói với phong anh này có khi nào do sấm sét đánh xuống mộ nên chị ấy mới bị dọa thành tình tình mê mê như vậy hay không bởi vì em nghe Vũ tư nói bữa đêm đó mộ của cô nga bị sấm sét đánh trúng mỗi khi nghe nhắc đến chuyện này phong lại cảm thấy đau hết cả đầu thật là không thể nào hiểu được lý do vì sao gấm lại trở nên như vậy hay đúng như những gì nhiên vừa nói gấm là bị ảnh hưởng bởi từ tiếng sấm đánh nên mới thành ra như thế này phong thở dài một hơi giọng của anh nhàn nhạt, nhạt cũng có thể là như vậy nhưng vấn đề sấm sét đánh xuống mộ cũng chưa chắc là đúng đâu anh có cho người đến xem người ta nói không hẳn đấy là do sét đánh có khi là do chính tay gấm làm bậy trên mộ của thanh nga cũng nên mẹ anh cũng xác nhận với anh về việc có xài gấm ra mộ nhưng bà chỉ muốn gấm dán một miếng bùa lên mộ của thanh nga hoàn toàn không có ý gì khác cả nhân im lặng cô không nói gì một phần vì ngại bà hai là mẹ của phong phần khác lại không chắc những gì ma tú suy luận có đúng hay là không trong khoảng không yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ếch nhái kêu vang, trên bầu trời chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói, khi màn đêm dần dần buông xuống. Nhân vốn định muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Phong reo lên. Phong đặt búp sen vào tay Nhiên, anh lau tay, sau đó mới trượt nút nghe trên màn hình điện thoại. Alo, tôi là Phong, xin hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá gấp. Anh Phong, tôi là y tá ở bệnh viện A. Anh có nhờ tôi trông chừng bệnh nhân gấm. Nhưng... nhưng cô gấm mất tích rồi. Tôi và bác sĩ đi tìm hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng lại không thấy cô ta đâu. Nhìn sưỡng sốt, bàn tay cô khẽ run. Những hạt sen đang cầm trong tay cũng trượt dần xuống đất. Nhìn trước còn không tin những lời mà ma tú đã nói. Nhưng lúc này chị gấm thực sự đã mất tích. Đây có phải là điểm báo cho một chuỗi những sự việc mà người đời, người ta thường bảo nhau là quả báo đến rồi hay không? Chị gấm mất tích, phòng huy động thêm người lên bệnh viện tìm chị ta, tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ nhưng lại không thấy người. Trong lúc hoang mang vì mãi không tìm được người thì ma tú ở đâu bay là là tưới. Anh ta bay đến chỗ nhiên, sau đó kề vào tai của cô mách bảo. Cô bảo cậu Phong cho người ra mộ Thanh Nga mà tìm, cô ta đang ở đấy. Nhiên nghe xong những lời này, cô cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngại đang là trốn đông người, cô không dám hỏi tình hình cụ thể của gấm từ chỗ Ma Tú, cũng không chần chừ thêm, Nhiên liền đi tới nói nhỏ vào tai Phong, sau đó Phong nhanh chóng cho người truyền hướng đến mộ của Thanh Nga. Quả thật, đúng như những gì Ma Tú đã nói, gấm được tìm thấy ở trước mộ của Thanh Nga. Lần này cũng giống như lần trước Cô ta được tìm thấy Trong tình trạng ngất xỉu Tìm được gấm và đưa cô ta trở lại bệnh viện Bác sĩ kiểm tra qua một lượt liền báo cô ta không bị làm sao Có thể là do trạng thái hoảng loạn Nên dẫn đến ngất xỉu Trước mắt để cô ta nghỉ ngơi Khi nào tỉnh thì sẽ tỉnh Bên phía bệnh viện cũng cho y tá đến canh trường Không để bệnh nhân bỏ trốn thêm lần nào nữa về vấn đề vì sao gấm có thể bỏ trốn từ bệnh viện mà chạy đến trước mộ của Thanh Nga. Chỉ có mình cô ta biết được. Đêm về khuya sau một buổi tối quá mất sức, do đi tìm kiếm người, nhiên trở về đến phòng, định bụng không tắm cứ như vậy ngủ luôn. Nhưng ai rẻ chưa kịp nhắm mắt thì ma tú bay tới. Anh ta lúc này đang lừng lờ trước mặt cô, kèm theo đó là biểu cảm nghiêm túc. Nhiên, mọi chuyện thế nào rồi? tôi cũng chả biết chị ấy chưa tỉnh lại như nhớ ra chuyện gì nhân liền hỏi ngay bà này làm sao anh biết được là chị gấm ở ngoài mộ của cô nga đoán dựa theo kinh nghiệm làm ma bao nhiêu năm qua của tôi thì anh thấy chuyện này là như thế nào tôi thấy nó rối tung rối mù rồi không biết chị gấm bị làm sao bà này có khi nào cô nga gì gì đấy cô ấy kéo chị gấm đi hay không không, quỷ nữ đó không giống như tôi. Cô ta giống như bị mắc lời nguyền hoặc là đang bị ai đó chấn áp. Không thể nào tự do ở dương gian. Không có khả năng kéo được cô gái kia. Thế còn chuyện chị gấm đột nhiên chạy đến trước mộ của cô Nga thì sao? Còn nữa, tôi cũng từng gặp cô Nga đó rồi. Lần đụng xe đó, cô ta vẫn xuất hiện ở dương gian cơ mà. Bà Tú nghe xong trầm mặt và lên tiếng. Tôi cũng thắc mắc Thật ra tôi cũng không biết nhiều hơn cô là bao. Dù cùng là âm giới, nhưng tôi không có khả năng biết hết được tất cả mọi chuyện. Nhưng theo những gì mà tôi quan sát, tôi nhận ra có vài điểm này rất kỳ lạ. Thứ nhất, quỷ nữ kia chỉ có thể xuất hiện, thoát ẩn thoát hiện trước con người. Thứ hai, những ngày mà quỷ nữ kia xuất hiện đều là vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Thứ ba, cô ta không nói chuyện được, không tiếp cận được con người, hầu như không một ai thấy được cô ta ngoại trừ cô. Qua ba đặc điểm trên, tôi có thể đoán ra được cô ta đang bị chấn áp. Nhất định là bị một vị sáp sư rất là cao tay, chấn áp giữ hồn. Vì cô cũng thấy rồi đấy, tôi cũng là ma. Nhưng mà tôi có thể sống cùng với con người. Tất nhiên là bị hạn chế rất nhiều thứ. Nhưng mà tôi vẫn có thể tồn tại trong dương gian này. Tỷ nhô hôm đó, tôi hiện ra hù dọa ông thầy dởm kia. Điều đó chứng minh cho việc tôi có thể xuất hiện trước mắt con người trong một vài trường hợp đặc biệt dĩ nhiên nếu muốn xuất hiện như vậy tôi phải tu luyện từ rất lâu mới có thể tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời nhưng thường là trong giới ma quỷ thì kể từ lúc mặt trời lặn bọn tôi có thể tự do không cần phải quá kiêng rè còn đối với quỷ nữ này cô ta không giống như vậy nhưng cái cô thanh nga kia tôi có thể nhìn thấy được bà tú nghe xong lại tiếp tục cười thì cô cũng thấy được tôi đó thôi có phải không cô là cháu gái của bà nhĩ không ít thì nhiều cũng có mang dòng máu pháp sư trong người việc cô không sợ ma quỷ quấy phá thì chúng ta có thể hiểu được nhưng bởi vì cô từ bé không tu luyện không đi theo nghề tổ tiên vậy nên cô không có pháp thuật giống bà nội cô nhưng mà chuyện cô có thể tiếp xúc được với người âm là chuyện dễ hiểu cũng vì cô không cần mở mắt âm dương mà có thể tiếp xúc được với người âm. Vậy nên quỷ nữ kia mới tìm đến cô. Lại vừa vặn cô đang ở trong cái nhà này. Mục đích của quỷ nữ kia là gì? Cô hiểu, có đúng không Nhiên? An Nhiên hiểu. Ba Tú nói đến đây thì cô hiểu được một số chuyện. Cô Nga kia có thể đang bị chấn áp hồn phách. Vì bị chấn áp nên chỉ có thể xuất hiện ảo diệu, lướt qua lướt lại trong ngày 15 âm lịch. Do không thể tiếp cận được với người cần tiếp cận, lại trùng hợp lúc này cô đang sống ở đây. Vậy nên cô Nga mới muốn thông qua cô thực hiện được di nguyện lúc còn sống của mình. Thật ra nếu không có chuyện quan trọng, cô nghĩ cô Nga kia cũng không dám đến gần cô. Bởi vì cô từ bé không giống với con người bình thường, mà quỷ cơ bản là không phá phách được cô. An nhiên lúc này dần dần trở nên trầm mặc Này, ma tú, thế còn chị gấm thì sao? Tôi cũng không biết, nhưng theo tôi nghĩ là do cô gái tiên gấm kia hợp tuổi với quỷ nữ hoặc là do một nguyên nhân gì đó mà cả tôi và cô đều không đoán ra được trên giường gian có nhiều chuyện rất huyền bí tôi có là ma có sống lâu hơn cô bao nhiêu năm thì cũng không biết được vậy cô giúp tôi tìm thử ngày tháng năm sinh âm lịch của quỷ nữ và cô gấm kia xem thử hai người này có mối liên hệ gì đó không còn những chuyện khác phải xem thế sự truyền biến thế nào, sau đó mình tính tiếp. Lúc này mà Tú mới nhìn đến Nhiên, anh ta vừa nói cũng như là vừa chấn an cô. Nhiên nhiên này, cô xem như là làm việc thiện đi, quỷ nữ kia chắc là vì quá muốn tìm con nên mới phiền đến cô. Hơn nữa trong người cô có mang dòng máu của Pháp Sư, mà bà nội cô là Pháp Sư tránh đạo. Cô có thể không nối nghiệp tổ tiên, nhưng cô không thể làm ngơ trước vong hồn cần giúp đỡ có nhiều việc tôi một lời không thể giải thích hết với cô nhưng nếu cô giúp vòng hồn thực hiện được di nguyện thì phần phúc đức này của cô mãi mãi còn đó cô hiểu ý của tôi chứ an nhiên gật đầu đạo lý này cô hiểu giúp người là việc tốt mà giúp được vong linh lại còn tốt hơn rất nhiều con người có thể lợi dụng nhau nhưng vong linh thì không thể họ đã tìm đến con người tức là họ không còn con đường nào khác để chọn xem như đây là duyên và cũng xem như đây là phúc có dòng máu tổ tiên phù trợ cô nhất định sẽ giúp được người phụ nữ này sáng ngày hôm sau gấm tỉnh lại điều kinh ngạc nhất sau gần một tuần là gấm hoàn toàn bình thường trở lại chẳng qua có việc này không biết phải nói như thế nào an nhiên nhìn gấm đang ngồi trên giường nét mặt rất đỗi bình tĩnh không còn la hét náo loạn như mấy ngày trước Phòng có đến hỏi chị ta vài chuyện, hầu hết đều là nhớ, chỉ là sự việc đêm hôm đó ở mộ của cung nga, chị ta lại hoàn toàn không nhớ một chút gì. Chị ta còn không thể nhớ được mấy ngày qua mình đã điên điên khùng khùng như thế nào, chưa đừng nói đến chuyện của đêm hôm đó. Mà rõ ràng là chị ta nói rất thật, nửa nét gian dối cũng không có, lại còn có cả bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ này chắc chắn là chị gấm không nói dối. Với sự việc phát sinh ngoài sức tưởng tượng này, đến bác sĩ cũng không cho ra được kết luận bệnh cụ thể. Nói gì là phong và nhiên chứ. Sau khi khỏe mạnh trở lại, chị gấm được cho xuất viện. Sau đó trở về biệt thự gặp ông chủ thượng. Cũng giống y hệt như buổi sáng lúc vừa tỉnh lại. Chị ấy nói chị ấy không nhớ. Và cũng không biết vì sao mình lại ngất xỉu ở mộ của Thanh Nga. Hỏi tới hỏi lui một ngày trời, mà chị gấm vẫn nhất quyết nói không nhớ lại còn dám thề là mình không nói dối cuối cùng ông chủ thượng cũng bó tay không làm cách nào hỏi ra chuyện mà lạ lùng hơn nữa là đến cả bà hai cho gặp riêng chị gấm chị ấy cũng nói không biết hoàn toàn không nhớ đến chuyện bà hai sai chị ấy đem bùa dán trước mộ của thanh nga với loại sự tình này phong cũng chịu thua riêng an nhiên cô nhờ đến sự giúp đỡ của ma tú Trước mắt để anh ta đảm nhiệm vai trò theo dõi gấm sát sao. bà ma tú cũng đang nghi ngờ. Có thể gấm đã không còn là gấm nữa rồi. Hôm nay trời khá nóng. Nhiên lại đang đau bụng đến tháng. Cô không ngủ được nên liền ra ngoài vườn đi dạo. Dạo gần đây vì chuyện của chị gấm nên phòng ở lại biệt thự. Mà anh ở lại biệt thự thì đồng nghĩa với việc bọn cô sẽ ít ở lại cạnh nhau. Nhưng mà cũng được đi chỉ cần nhìn thấy bạn trai mỗi ngày là nhiên cũng vui. Không quan trọng lắm đến những chuyện khác. Giờ này mọi người chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn những người đến ca phải canh gác mới để thức làm việc. Nhiên định bộ nhắn tin cho Phong xem anh ấy đã ngủ chưa. Nếu chưa ngủ thì xuống vườn hóng mát cùng cô. Hí hửng vì sắp gặp được bạn trai. Còn chưa kịp lấy điện thoại ra nhắn tin thì cô suýt giật mình muốn đánh rơi điện thoại xuống đất khi nhìn thấy chị gấm đang đi về phía cô trong đầu của cô liền nghĩ quái thật lúc chiều cô thấy chị gấm đã về tại sao bây giờ chị lại ở đây nhân vội vàng cất điện thoại vào trong túi quần cô có chút khẩn trương hai mắt mở to tròn nhìn chằm chằm về phía trước gấm đi đến trước mặt cô trước tiên là chị ta nở một nụ cười kỳ lạ và bắt chuyện trước với nhiên giờ này chưa ngủ sao nhiên sự thân thiện này trước giờ chưa từng có. Kể từ sau khi bà hai đưa chị gấm đến nhận lỗi với cô, chị ấy cũng chưa từng nói chuyện thân thiết với cô. Giống như thế này. À dạ chưa. Chị gấm, giờ này sao chị chưa về? Về rồi nhưng để quên đồ nên lại phải chạy đến lấy. Tính ra lấy xe về thì gặp được cô ở đây. Bà đã gặp được cô ở đây thì tôi muốn nói chuyện với cô. An à, Nhiên hơi sợ. Thái độ này của chị gấm quá mức kỳ lạ. Nếu là người khác thì họ cũng sợ, chứ không nói là cô. Đang quắn kéo hết cả người, thì đột nhiên nhìn thấy ở phía sau lưng chị gấm, mà tú đang gấp gáp bay tới. Anh ta bay tới gần cô, mắt nhìn vào cô chăm chú, còn lắc đầu ra hiệu cho cô đừng tỏ ra thái độ gì khác lạ. Trước cứ nghe xem, chị gấm muốn nói cái gì. À, Thế chị Gấm có chuyện gì à? Giọng của Gấm không lớn không nhỏ Nghe rất kiên định và dứt khoát Là chuyện này Lần trước bà hai đưa tôi đến nhận lỗi với cô Về chuyện kim độc Thật ra chuyện đó Tôi không làm Tôi thú thật với cô Là bà hai muốn tôi nhận lỗi Để cho qua chuyện Bà ấy hứa cho tôi tiền để chữa bệnh cho em trai tôi Nên tôi làm liều Con người tôi từ trước tới giờ Không biết hại ai Tôi cũng không có xích mích gì với cô Để phải hại cô như vậy Tôi biết là cô không tin tôi Là người châm kim độc Sau lưng cô Có phải không cô Nhiên Nhiên sững sốt ngạc nhiên cực kỳ Với lời thú nhận này của chị Gấm Gấm thấy Nhiên cứ tròn mắt nhìn mình Cô ta lại tiếp tục Tôi nói thật với cô mọi chuyện Chỉ vì tôi không muốn mang tiếng độc ác với người khác Ngoài ra tôi không có ý gì còn về người nào châm kim độc hại cô tôi cũng không biết nhưng tôi dám nói với cô là bà hai không phải là người chủ mưu ngày hôm đó theo tôi nhớ đứng sau lưng cô là hai người một là gì sáu hai là gì chư nếu cô cần cô có thể điều tra lại từ hai người đó nhiên mất gần cả phút mới có thể tiêu hóa hết mớ thông tin này lúc này cô mới có thể cất giọng nhưng tại sao chị lại nói với tôi chuyện này chị không sợ bà hai biết bà ấy sẽ phạt chị sao bà ấy cũng không còn cơ hội để trách được tôi còn lý do vì sao tôi nói thật thì khi nãy tôi nói với cô rồi tôi không muốn mang tiếng sống ác cả đời nhưng cô nhiên này bà hai có thể ác nhưng chuyện kim độc bà ta không làm cô nên điều tra lại từ đầu đi mà cô muốn bỏ qua cũng được dẫu sao thì chuyện cũng đã qua một thời gian chưa chắc cô muốn điều tra sẽ điều tra được tôi chỉ sợ có người đứng sau lợi dụng bà hai cô mà bỏ qua như vậy thì lại hời cho người kia quá dừng lại một đoạn chị gấm đột nhiên bước đến gần cô phía sau ma tú bay thấp theo sau anh ta đang sợ gấm làm hại đến nhiên nhưng sự thật là bọn cô lo xa chị gấm không làm gì nhiên cả cô nhiên này tôi gửi cái chìa khóa này cho cậu cả Ngày mai cô gặp cậu, cô đưa dùm cho tôi, giúp tôi truyền lời với cậu. Đêm hôm đó, tôi không làm gì mộ của bà năm, lá bùa mà bà hai đưa cho tôi, tôi có dán xuống. Lúc tôi quay đi thì sấm sét đánh xuống mộ. Tôi bất tỉnh luôn từ lúc đó. Chị, chị gấm, chị nhớ sao? Cô đừng hỏi tôi chuyện này, cô chỉ cần nghe những gì tôi nói lúc này là được cũng là tại tôi, do tôi, vì quá cần tiền nên mới nhận lời, làm những chuyện như vậy. Cô Nhiên, cảm ơn cô, vì cô đã cùng cậu cả giúp đỡ tôi. Ơn này, tôi không bao giờ quên. Nói xong, chị ấy nhét vào tay Nhiên một cái chìa khóa, được bọc trong cái túi ni lông nhỏ xíu. Nhiên còn chưa kịp hỏi, thì chị ấy đã quay người rời đi. Đi nhanh đến độ Nhiên không kịp chạy theo. Lúc chị gấm xoay người bỏ đi, nhiên nghe được chị ấy lầm nhầm điều gì đó trong miệng không biết là nói với cô hay là nói với ai khác nhân chi sơ tính bản ác nhân chi sơ tính bản ác chiếc chìa khóa mà gấm đưa cho nhiên thật ra không có gì bí mật đó chẳng qua là chìa khóa tủ sách riêng của cậu phong bà gấm sau cái đêm nói chuyện với nhiên cô ta vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng đặc biệt là cô ta không còn nhớ những gì đã nói với Nhiên, bởi vì ngày hôm sau Nhiên có hỏi lại về chuyện Kim Độc, Gấm cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô ta bảo rằng cô ta có nói gì đâu, là Nhiên nhớ nhầm. Với cái sự thay đổi xoành xoạch này của Gấm, Nhiên thật sự không biết được đường nào mà lần, lúc thế này lúc thế kia, lúc tỉnh lúc ngơ, cũng không biết những lời cô ta nói có đúng sự thật hay không. Bà Tú cũng có nói với Nhiên, cô gái tên Gấm này vô cùng khác lạ nhưng đến chính anh ta cũng không nhìn ra được cô ta khác lạ ở điểm nào còn về vấn đề kẻ đứng sau vụ châm kim độc Nhiên đang tiến hành điều tra lại từ đầu cũng nhờ sự thú nhận và chỉ hướng của Gấm mà Nhiên mới có cơ sở để điều tra tiếp vụ này có liên quan lớn đến bà Hai nên Nhiên không muốn nói với Phong cô cũng bàn với Ma Tú tạm thời Ma Tú đảm nhận vai trò thám tử theo dõi hành tung của bà Sáu và bà Chư để xem trong hai người phụ nữ này ai là kẻ thâm độc ra tay hãm hại cô. Hôm nay nhìn đến nhà của Phong, dì giúp việc mua được hải sản rất tươi, muốn nấu một bữa lẩu cay cho Nhiên bồi bổ. Bồ. Tình hình sức khỏe của bà hai ổn định, gấm cũng không có gì để phải theo dõi, vậy nên Phong thi thoảng mới ở lại biệt thự. Ăn xong bữa lẩu, đang định lên phòng làm sâu gạo để ngủ trưa thì điện thoại của Phong đột nhiên reo lên biết là thiện đang ở dưới nhà nên nhiên cũng đòi đi theo phong xuống nhà xem tên thiện kia đòi gặp phong là có chuyện gì đến khi cầm hai tấm thiệp mời trong tay nhiên mới biết bạn trai cũ của mình chuẩn bị cưới vợ thiện nhìn an nhiên ánh mắt mỗi khi nhìn cô vẫn còn ẩn chứa sự ngại ngùng an nhiên hôm đấy em nếu đến chung vui cùng với vợ chồng anh sẽ đến hôm đó tôi sẽ đi cùng với anh phong chúc mừng hai người nhé thiện cười cười đối với an nhiên anh tất nhiên vẫn còn cảm thấy rất có lỗi về chuyện trước kia xuất phát điểm của anh hoàn toàn không hề có tình cảm với cô anh biết cô thích anh nhưng anh chỉ muốn lợi dụng nhiên để kích thích tình cảm của như anh biết anh làm như vậy là rất hèn nhưng bởi vì hạnh phúc của bản thân anh không thể nào làm khác cũng may bây giờ an nhiên có phong mặc dù anh cảm thấy nhiên không hợp với phong nhưng ít nhất phong thật lòng với nhiên đỡ hơn anh cảm ơn em em cũng vậy nhé anh cũng mong sớm ngày nhận được thiệp mời của em và phong nhiên cười cười và đáp lại cô không dám có ý kiến gì về chuyện này riêng phong cũng không lên tiếng bàn luận gì bởi vì anh vốn là người ít nói đến chuyện riêng của bản thân lại chưa nói đến chuyện cưới xin đang còn rất xa vời trong mối quan hệ tình cảm của anh và cô. Gửi thiệp mời xong Thiện không ở lại lâu, anh ta nói thêm vài câu rồi sau đó xin phép ra về. Kể từ sau khi biết tin Phong và Nhiên quen nhau, Thiện dường như có chút ngại ngùng, không còn thân thiết với Phong như trước. Phong thì tất nhiên không để ý cho lắm, mà dù anh có để ý thì anh cũng không nói với Nhiên, mà An Nhiên thật ra cũng chưa từng hỏi đến. Thiện đi rồi Phong lúc này mới nhìn sang cô, anh xoa xoa vào má của cô Em sao thế? Buồn à? Sao em phải buồn? Ông chủ lấy vợ là chuyện tốt Ừ, em không buồn là tốt rồi Mà nhưng nếu em buồn thì sao? Anh không có cảm giác gì à? Cảm giác của anh thì có Nhưng mà cảm giác của em mới là điều quan trọng Anh lớn rồi Không còn ở đồ cái độ tuổi Suy nghĩ bồng bột Ai chia tay nhau thì đều phải đau lòng Đều phải buồn bã Huống chi thiện nó còn lừa dối anh Dừng vài giây anh nhấn chán mình lên chán cô, chân mày hơi nheo lại. Anh cười mi hoặc, tay vỗ nhẹ vào mông cô. Nhóc con, không cần thử cảm giác của anh. Anh có khó chịu, nhưng anh chịu được. Tên kia lấy vợ rồi, em quên nó đi. Hiểu chứ? Nhân đỏ bừng mặt vì nụ cười này của Phong. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, môi chu lên, đòi hôn, giọng cô lý nhí. Em không còn nhớ Em quên lâu rồi. Có đúng là quên không? Ừ, quên lâu rồi. Em không lằng nhằng chấp nhận ở bên anh là em không còn nhớ gì đến người khác nữa. Phòng chịu chết trước câu nói này của Nhiên. Bà cô nhóc này đúng thật là không có nói dối. Tình cảm của cô như thế nào, có yêu anh thật lòng hay không, trong thời gian vừa qua ở bên nhau, tự anh là người hiểu rõ. Anh trước giờ luôn tôn trọng cô, tôn trọng cảm xúc của cô. Vậy nên dù rất tò mò về cảm xúc của cô dành cho Thiện, anh cũng không dám hỏi đến. Anh không sợ cô không yêu anh, vì nếu cô chưa yêu, anh sẽ có cách làm cho cô yêu anh. Chỉ là sợ trong lòng cô còn có hình bóng của Thiện, sợ cô quen anh chỉ vì muốn tạm bỡ. Nhưng may là không phải, thực sự không phải như vậy. Trong lòng của Phong dâng lên một chút kích thích lạ thường, anh quên mất ở đây là dưới nhà, không nhịn được mà dùng lực bồng nhiên lên cao. Đôi chân săn chắc cùng với cái ôm mạnh mẽ, anh bồng cô đi thẳng lên trên phòng. Vừa đi anh vừa hôn lên môi cô, nụ hôn mang đậm tính chất kích thích và khiêu khích. nhiên cũng không ngần ngại, cô vô tư đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay ôm chặt cổ của anh, thích thú, chiêu đùa môi của anh. Vừa lên đến phòng còn chưa kịp đóng cửa. Phòng liền gấp gáp, đặt nhiên lên bệ tù. Một tay anh ấn giữa sau đầu cô, Tay còn lại không nhịn được Mà xoa xoa sau lưng cô Hai gương mặt gần sát lại với nhau Hai đôi môi nóng ấm dính chặt vào nhau Và thi thoảng lại vang lên Những âm thanh kích tình dạo rực Đây cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau Nhưng lần này Giữa hai người cực kỳ mãnh liệt Đôi tay trắng nõn mịn màng của Nhiên Quấn chặt lấy cổ anh Lại bắt đầu không chịu an phận Mà sờ soạn khắp cơ thể Phòng thì không chịu được sự ve vãn này anh vội vàng chụp lấy tay của cô giữ chặt, kèm theo đó là giọng nói khàn đặc. Nhiên, đừng có loạn. Em không sợ. Anh không đùa với em. Ngoan, cho anh hôn một chút thôi. Vừa nói môi anh vừa tiến lại sát gần môi cô. Đột nhiên lúc này anh lại bị cô gái nhỏ trong lòng, túm vội lấy cổ. Nhiên giữ chặt lấy phong, cô ra sức hút mạnh lên cổ anh, tạo thành những dấu hôn hồng hồng đó đỏ đỏ. Phong thật sự không thể nào chịu đựng được. Anh dịch ra sau vài bước, dùng sức nhấc bồng con chuột nhỏ và thả lên trên giường. Thân thể nhỏ nhắn của Nhiên bị anh đè áp dưới thân, thoáng chốc chiếc áo thun trên người cô, bay lên trên kệ tủ từ lúc nào không hay. Cảnh xuân phơi phới hiện rõ trước mặt Phong, hai bầu ngực tròn chỉ ẩn hiện dưới chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết. Hơi thở phập phồng nên phần thịt trước ngực Nhiên cũng lên xuống nhịp nhàng cổ họng cổ phong đột nhiên trở nên khô rát anh hít vào một hơi và cuối cùng không nhịn được dục vọng đang sôi trào mạnh mẽ cúi mặt hôn lên bờ ngực trắng tròn của nhiên hai tay của anh luồn xuống dưới lưng cô nhẹ nhàng cười nút gài áo chiếc áo ngực xinh đẹp cùng chung số phận với chiếc áo thun kia nằm vắt vèo trên tủ không ai thương xót gương mặt nhiên đỏ rực như lửa hai tay cô đặt trên tay anh răng cắn chặt môi dưới cơ thể run rẩy theo từng cái hôn cuồng nhiệt của phong nhiên đã chuẩn bị trước tinh thần cho những chuyện thân mật như thế này lần đầu thì sẽ đau đấy nhưng cô không sợ đau và chuyện này chắc chắn không thể làm khó được cô chiếc áo thun trắng trên người phong được cởi từ khi nào sau lớp áo thun là thân trần săn chắc không quá vạm vỡ nhưng rất có lực không quá cơ bắp nhưng trông cực kỳ mạnh mẽ nhiên nhịn không được vươn tay lên sờ soạn lung tung So với những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn Thì cô thích như thế này hơn Trông rất quyến rũ và kích thích Phòng hít vào một hơi Trước những lần xoa nắn của Nhiên Anh véo nhẹ vào eo của cô Giọng nói anh khàn đặc Nhiên, bỏ qua cho anh Đừng có rộn nữa Anh không thương em à Thương chứ Em không tin anh sao Thương em, sao lại không cần em Anh không cần em khi nào Anh ngại tuổi em còn bé còn anh thì Em không ngại Làm sao anh ngại chứ Trong tình yêu Làm gì có sự phân biệt tuổi tác Phòng thoáng sững người vì câu hỏi này của Nhiên Anh không nghĩ đến cô lại có suy nghĩ chín chắn như vậy Nhưng mà Đúng là trong tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác Thân phận cùng với địa vị xã hội Nhưng anh thật lòng có tình cảm với cô Hay nói đúng hơn Là càng lúc càng yêu cô Mà một người đàn ông như anh trải qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ cũng đã trải qua bao nhiêu sự va chạm với đời nên anh biết cây nào tốt và cây nào không tốt cho cô. Anh là đàn ông thì sợ gì, anh ngủ với cô, anh cũng không thiệt thòi gì, ngược lại còn thỏa mãn đầy đủ nhu cầu dục vọng của bản thân. Nhưng còn cô, cô thật sự còn quá trẻ. Có thể bây giờ cô chỉ hứng thú với anh nhất thời, tuổi trẻ ham chơi, thích thử cái cảm giác yêu người lớn tuổi. Nhưng nếu sau này cô không yêu anh nữa, cô tìm được tình yêu của đời mình vậy lúc đó cô cô hối hận vì ngày hôm nay đã trao thân cho anh hay không đàn ông có đôi khi rất mâu thuẫn lúc yêu thì rất muốn chiếm hữu bạn gái của mình nhưng khi cưới vợ lại luôn ưu tiên sự trong sạch của vợ mình anh biết rõ anh không có loại suy nghĩ như vậy nhưng mà những tên ngoài kia làm sao mà giống với anh được nếu nhỡ như sau này anh và cô đường ai nấy đi cô tìm được người mới rồi người ta trách cô dễ dãi người ta mắng cô những câu khó nghe vậy thì cô biết phải làm sao anh không nỡ mắng cô nhưng người khác anh không dám làm cô đau nhưng sợ người khác mẹ kiếp chưa bao giờ anh cảm thấy làm đàn ông trưởng thành lại cực khổ đến như vậy nhiên nhìn thấy được sự lo lắng và do dự trong ánh mắt phức tạp của phong cô không hiểu rốt cuộc anh đang do dự cái gì nhưng cô tin anh do dự có cơ sở biết anh không thể nào ép cô ép cô tin tưởng anh. Tin anh là vì lo nghĩ cho cô, chứ không phải vì muốn chơi đùa tình cảm của cô. Dặn cảm xúc tiêu cực trong lòng mình xuống, nhiên choàng tay ôm lấy eo của anh. Cô đặt lên ngực anh một nụ hôn thật mạnh mẽ, giọng nói của cô khàn khàn. Phong, em buồn ngủ quá. Phong nghe tiếng gọi nũng nịu của cô, anh thoáng bừng tỉnh. Bụng dạ rất muốn yêu thương cô, nhưng lý trí lại ngăn anh, không cho anh làm chuyện đó. Ít nhất trước khi bà nội của cô trở về, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình. Cố không làm chuyện gì đó có lỗi với cô. Phòng ngả người sang một bên, anh giang tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô. Anh trầm giọng và dỗ dành. Bạn gái của anh đợi anh, thêm một thời gian nữa thôi. Có được không em? Dạ vâng. Bây giờ em ngủ một giấc nhé. Lát nữa anh gọi. Ngoan nào. Làm đàn ông hư thì khổ cho phụ nữ Còn làm đàn ông tốt thì lại khổ cho bản thân mình Một ngày thời tiết âm u Phong nhận được tin tức gấm phát điên Lần này thì cô ấy điên thật Không nửa điên nửa tỉnh Gấm phát điên vì cái chết của đứa em trai Bị ung thư đã nhiều năm Phong đương nhiên về sau một buổi sáng đến thăm gấm Gấm không còn nhận ra ai nữa Từ một cô gái xinh đẹp Đột nhiên biến thành một mụ điên Trong lời kể của đám trẻ con gần nhà nếu không ngồi ở trước mộ em trai khóc lóc Thì cô ấy sẽ đi loạn khắp nơi trong xóm Ngờ ngác khóc cười Không tự chủ Bà con thương cho hoàn cảnh nhà gấm Mỗi lần gặp cô ấy ở đâu Đều cho ít bánh kẹo Bà gấm rất ngoan Chưa từng quấy rối hay hành hung ai Cô ấy chỉ đi lang thang như vậy Lang thang như người không nhà Nhìn ngồi sau xe Cô cứ suýt xoa về hoàn cảnh của gấm Khó hiểu quá Sao tự dưng chị gấm lại như vậy anh Phong này, anh có thấy cái gì kỳ lạ không? Kỳ lạ? Em cứ tưởng chiếc chìa khóa chị gấm đưa cho anh là cái gì đó quan trọng lắm. Tỉ như là chiếc chìa khóa mở ra được bí mật gì gì đó. Có ai rẻ, đó chỉ là chìa khóa tủ sách thôi. Cô ấy thì giữ được bí mật gì chứ? Sao không? Chị ấy ngất trước mộ của cô Nga đến hai lần, lúc tỉnh lúc mê như một vị thần ý. Ai nói với em Chị ấy không có liên quan gì đến cô Nga kia, là em không tin. Hôm đưa cho em chìa khóa tủ sách, cô ấy có nói gì nữa không? Ừ, thì chị ấy nói, chị ấy không làm gì mộ của cô Nga cả, có lá mùa gì đó mẹ anh đưa, chị ấy có dán xuống mộ. Còn chuyện gì nữa không? À, chị gấm có nói câu này, mà chắc là không quan trọng gì đâu, kiểu như là nói nhảm ấy mà. Câu gì? Em có nhớ không? Nhớ chứ mà chắc là chị Gấm nói sai rồi, thường thì người ta nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện, chứ ai lại nói giống chị Gấm, nhân chi sơ tính bản ác bao giờ? Phòng nghe được hai câu thành ngữ từ miệng của An Nhiên, đột nhiên, anh cho xe thắng lại, quay hẳn về phía sau và hỏi gấp. Em có chắc là cô ấy nói, nhân chi sơ tính bản ác, thay vì nhân chi sơ tính bản thiện hay không? Dạ vâng, chắc chắn ạ. À. Phòng im lặng như đang suy ngẫm gì đó. Phải mất gần mấy phút sau, anh mới quay người lại, sau đó cho nổ máy xe. Anh kéo tay Nhiên ôm chặt lấy eo của mình. Ôm chặt anh vào, anh chạy nhanh, coi chừng ngã đấy. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nhiên lại cực kỳ phối hợp. Cô ôm chặt eo anh, không dám hở ra dù chỉ một chút. Bình thường từ nhà cô gấm về đến biệt thự Nguyễn Cao, phải chạy hơn 15 phút nhưng riêng phòng ngay lúc này chỉ chạy chừng 9 phút tuy nhiên bắt anh phải để cô xuống cách biệt thự một đoạn nên lúc cô mò được lên phòng sách đã nhìn thấy phòng mở toang tủ sách riêng của mình sách vở đặt lung tung hỗn loạn đây dưới sàn nhà cô nhanh chóng đi vào trong phòng ngồi xuống cạnh anh nhìn cuốn sách anh đang cầm trên tay sao vậy anh anh đi gấp như vậy về để đọc sách à câu thành ngữ nhân chi sơ tính bản ác là một câu nói rất nổi tiếng của Tuân Tử, một vị nho gia của Trung Quốc vào cuối thời chiến quốc. Thường thì mọi người chỉ biết thuyết nhân chi sơ tính bản thiện của khổng tử, chưa ít ai nghe nói đến thành ngữ trái ngược kia của Tuân Tử. Nhưng mà Tuân Tử rồi khổng tử gì đó, liên quan gì đến chuyện của chị Gấm à? Đúng là hai vị ấy không liên quan đến, nhưng cuốn sách nói về Tuân Tử này thì có. Thấy An Nhiên cứ ngơ ngát chớp mắt nhìn mình, phong liền đưa cuốn sách đến trước mặt cô cô nhìn xuống tay phong cô nhận ra ở giữa cuốn sách có kẹp một bức ảnh nhân vội cầm bức ảnh kia lên xem trong bức ảnh là chân dung của một người con gái rất đẹp mà người con gái trong ảnh kia lại chính là đây là bà ba của nhà này bà ấy chính là mẹ của cáo vĩ một tấm ảnh không nói lên được điều gì nhưng mà một tấm ảnh chân dung được kẹp trong sách riêng của cậu cả nhà họ nguyễn thì lại là một câu chuyện khác. Chưa nói đến việc chân dung của cô gái trong bức ảnh lại còn là vợ nhỏ của ông chủ thường. Nghĩ sơ qua thôi cũng thấy có điều khác thường. Bà hai vừa ăn xong bữa sáng trên phòng, chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn, thì phải mở to mắt nhìn con trai của mình đưa cô gái mà mình không thích vào gặp mình. Khổ cho bà, bà thật sự là không có thiện cảm với An Nhiên, nhìn kiểu gì cũng không thích vì không vui nên trong mặt mày của bà hai có hơi nhăn nhó bà nhìn lướt sang nhiên rồi sau đó nhìn sang con trai của mình có chuyện gì thế phong phong biết mẹ mình không thích nhiên anh cũng không ép bà phải thích cô ngay nhưng anh muốn bà học cách từ từ tiếp nhận dù sao thì việc bà thích hay không thích bạn gái của anh cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả chẳng qua là anh không muốn cứ tiếp tục giấu diếm về nhiên anh đến lúc muốn công khai bạn gái dạ con đưa nhiên lên thăm mẹ sẵn tiện có chút chuyện muốn nói là chuyện gì có quan trọng hay không dạ có một chút quan trọng là về chuyện của thanh nga bà hai nhớn tò mắt nhìn con trai chuyện vừa rồi của con gấm đã làm cho bà mất ăn mất ngủ mất mấy ngày bây giờ hễ ai mà nhắc đến tên thanh nga là bà lại thấy không yên trong lòng cứ lo lắng suốt ruột kiểu gì rất kỳ lạ ừ, thanh nga làm sao phòng biết rõ mẹ anh có chuyện giấu diếm mục đích anh vào đây hôm nay là muốn hỏi cho bằng được chuyện của mẹ anh trước khi gấm phát điên cô ta như được ai đó gửi gắm bức ảnh của bà ba hạ cho anh anh nghĩ chắc là bà ba có liên quan gì đó đến chuyện của thanh nga nhưng trước khi bắt tội người khác anh muốn biết xem người nhà mình có tội hay không con có điều tra được vài manh mối nhưng trước khi nói cho mẹ biết là manh mối gì con muốn hỏi rõ mẹ một chuyện Mẹ có liên quan gì đến cuộc đời của Thanh Nga hay không? Mẹ có làm hại cô ta hay không? Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần cho những loại câu hỏi như thế này, nhưng khi nghe chính miệng con trai của bà hỏi đến, bà vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Chuyện năm đó của Thanh Nga. Thấy mẹ mình im lặng, không trả lời mình, Phong bắt đầu tung chiêu hiểm. Con là con trai của mẹ, dù mẹ có sai thì con vẫn muốn giúp mẹ có cơ hội được sửa sai. Mẹ cứ thử nghĩ mà xem. Mẹ sai con gấm dán bùa linh tinh trước mộ thanh Nga. Mẹ có thấy hậu quả của việc làm bậy chưa? Nếu mẹ cứ giấu con, con sợ là đến khi sự việc được phanh phui, dù có dùng cái mạng này của con cũng không giúp được mẹ. Mẹ ơi, người chết nhưng mà chưa hết. Mẹ đừng có cố chấp như vậy. Bà Nga ngước mắt nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của con trai. Bà cứ do dự, nửa muốn nói, nửa lại không dám nói. Bản thân bà làm mẹ, lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy bảo bà khai thật với con trai bà làm sao mà nói được nhiên ngồi im lặng trên ghế vốn dĩ cô đâu có muốn theo phong vào đây tại vì anh bảo cô cứ vào nên cô vào theo giờ lại thấy tình hình có chút căng thẳng cô không rời đi là không được cạnh lúc phòng chưa quá nóng tính cô vội vàng đứng dậy nói một câu xin phép với bà hai dạ con có việc chưa làm con xin phép xuống nhà trước cũng không đợi bà hai lên tiếng, cô quay sang nói với Phong. "Em về phòng đây." Phong biết rằng An Nhiên đang ngại ngùng, vậy nên anh cũng không giữ cô lại, đưa cô ra đến cửa phòng, anh dặn dò cô. "Em về phòng, cũng đừng đợi anh xuống, chiều nhớ ghé anh nhé." Nhiên gật đầu, cô nghe răng cười thật tươi với anh, rồi xoay người cong chân chạy mất hút. Phong cứ nhìn theo cô, mãi đến khi bóng lưng của cô biến mất, anh mới xoay người đóng cửa đi chờ vào bên trong Trên môi vẫn còn giữ một nụ cười hạnh phúc Bà hai là người từng trải Bà làm gì không nhận ra vẻ mặt hân hoan Đang yêu này của con trai Mặc dù không thích nhiên Nhưng bà thật sự rất kinh ngạc Khi nhìn thấy được sự rõ ràng như thế này của con trai Hơn chục năm Ngóng trông con trai có bạn gái Dù con làm mai mối cô nào cho anh Anh cũng không đồng ý Kể cả là Phương Nhi Em gái ruột của Thiện Bạn thân anh anh còn từng nói với bà là anh không muốn lấy vợ. Bà cứ tưởng là vì anh còn giận bà chuyện trước kia, đang lo đến sốt vó thì lại thấy anh chịu yêu đương, tất nhiên là bà vẫn không thích nhiên, nhưng nếu con trai của bà chịu yêu đương, bà vẫn tương đối yên lòng hơn một chút. Ít ra thì điều này chứng minh cho việc anh không thích lấy vợ, không phải vì anh giận bà. Con đang hẹn hò với cô giáo đó à Phong? Con đang hẹn hò với Nhiên, con rất thích cô ấy. Nằm chữ con rất thích cô ấy Làm cho bà hai không biết phản bác bằng cách nào Bà vốn còn đang định khuyên nhủ con trai Nhưng con trai bà nói rằng rất thích Vậy thì bà còn khuyên nhủ cái gì? Cũng đâu phải bà không hiểu được tính tình của con trai bà Trước giờ có khi nào anh chịu nghe lời của bà đâu Nghĩ tới phòng lại càng khiến cho bà hai đau đầu Bà quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này Để sau hãy nói Trước mắt là nói về chuyện của Thanh Nga thôi thì tùy con nhưng còn về chuyện của con nga rốt cuộc là như thế nào con sẽ nói thế này cho mẹ dễ hiểu thứ nhất thanh nga chết oan thứ hai cô ta hiện về là muốn tìm con và thứ ba trong chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ của cao vĩ con con vừa nói cái gì liên quan tới ai phương hạ sao phong gật đầu anh lấy từ trong túi quần ra tấm ảnh chân dung của bà ba hạ đặt tấm ảnh lên trên bàn đây là bà Hạ có đúng không mẹ? Bức ảnh này là trước khi phát điên, gấm cô thông qua nhiên và đưa đến cho con. Theo con nghĩ rằng bức ảnh này phải chụp cách đây rất lâu. Mẹ nhìn thử xem, lúc ba đưa bà Hạ về đây, bà ấy có giống như trong ảnh này không? Bà Hai cầm bức chân dung kia lên quan sát, bà nhìn kỹ một hồi thật lâu, sau lại đi đến tủ sách nhỏ của bà, lấy ra một cuốn album. Bà tìm ra một bức ảnh của bà Ba Hạ khi mới về nhà này làm dâu đặt hai bức ảnh song song với nhau bà lúc này mới dám nhận xét cái bức ảnh con mới đưa cho mẹ cô hạ trẻ hơn non nớt hơn lúc về nhà này mẹ nhớ lúc ba con đưa mẹ của cao vĩ về cô ấy uốn tóc xoăn không phải là tóc dài thẳng phòng cũng nghĩ là bà hạ trong bức ảnh anh tìm được nhỏ tuổi hơn lúc bà ấy theo ba anh về đây mà nếu đúng là như vậy xem ra ai đó đang gửi gắm bức ảnh này để chứng minh bức ảnh là hàng độc Không phải là dễ tìm Vậy bà Hạ có nhiều ảnh Chụp lúc còn trẻ Chưa lấy chồng không hả mẹ Bà Hai lắc đầu Không có Mẹ thân với cô ta bao lâu Mà cũng không thấy trong phòng cô ta có nhiều ảnh Phương Hạ nói cô ta không thích chụp ảnh Chỉ sau này khi đi hát cho phòng trà Bất đắc sĩ mới phải chụp ảnh thôi Vậy còn hiểu rồi Bức ảnh này chắc là lúc mới lớn lên Được người nhà đưa đi chụp Dừng lại vài giây anh mới nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ. Bây giờ mẹ có thể nói thật cho con biết là trước kia mẹ có làm ra chuyện gì có lỗi với Thanh Nga hay không? Bà hai biết là hôm nay không thể nào trốn được ánh mắt này của Phong. Vậy nên bà chọn cách nói thật, nói hết sự thật cho Phong biết. Nhiên xoay người đi xuống cầu thang. Cô định là trở về phòng, nhưng vừa đi xuống hết cầu thang lớn, lại đụng mặt bà ba đang chuẩn bị đi lên, Nhìn thấy cô bà không quá thân thiện, nhưng cũng không quá khó chịu, bà nở một nụ cười. "Cô giáo lên tìm Cao Phong sao?" Nhiên có chút giật mình, vừa mới nãy còn đang bàn về người phụ nữ này mà giờ lại gặp được ngay. Nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng dù có mất tự nhiên thì An Nhiên phải giờ vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Dạ vâng, tôi tìm cậu cả có chút việc." Bà bà cũng không muốn trò chuyện nhiều với Nhiên. Con dâu bà khá là thích cô bé này Còn riêng bà thì bà thấy không quá yêu thích Nhưng bà phải công nhận một điều Là cô bé này rất xinh Lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân Mà những cô gái quá xinh đẹp đối với riêng bà Bà không thích Vậy sao? Vậy thôi cô giáo làm tiếp chuyện đi Tôi lên phòng Dạ vâng Nhìn gật đầu thay cho lời chào hỏi Đợi đến khi bà ba đi hết lên cầu thang Cô mới chịu cất bước đi về phía trước trong đầu cô đột nhiên thầm nghĩ Không biết chị gái xinh đẹp Mà cô từng gặp ở trong vườn Có phải là bà Năm Thanh Nga hay không Nếu đúng là bà Năm Thì phải nói là rất đẹp Nét đẹp thanh khiết Không khác gì bà ba lúc còn trẻ Xem ra ông chủ thượng Cũng có một gu rất lạ Cưới cô chị rồi cưới luôn cả cô em Mà càng nghĩ càng thấy tò mò Càng muốn biết rõ được chân tướng của sự việc Suốt cuộc là như thế nào chắc phải chờ đến chiều hỏi thêm chuyện tử phong thì cô mới biết thêm phong ngồi đối diện trước mặt bà hai anh lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào sao mẹ lại có thể làm ra được chuyện đó bà đâu cần thiết phải làm như vậy đã cố kiềm chế cơn giận nhưng phong không thể nào nhịn được anh gần giọng hỏi mẹ mình mẹ làm như vậy có quá đáng hay không gì cả là vợ lớn bà ấy không thích vợ nhỏ của chồng thì đã đành Mẹ cũng là vợ bé, mẹ cần gì phải hại người ta như vậy? Con không hiểu được nỗi khổ của mẹ. Là nỗi khổ gì mà đến mức khiến mẹ bắt tay với gì cả hại Thanh Nga như vậy chứ? Là nỗi khổ như thế nào? Con là con trai, làm sao con hiểu được chuyện của đàn bà phụ nữ? Lúc đó con đâu có co ở đây, làm sao con biết được ba con si mê, con bé Nga đó như thế nào? Mẹ cũng vì bảo vệ hạnh phúc của mẹ, bảo vệ địa vị cho con. Còn không thể nào trách mẹ được. Dừng một đoạn, bà lại nói, nước mắt của bà bây giờ lấm lem. Bà cứ cho là mẹ sai đi, nhưng mẹ cũng đâu có hại chết con Nga. Con Nga nó chết là do nó nghiện. Nó nghiện ma túy, chơi quá liều rồi chết. Chứ có phải là mẹ giết nó đâu. Nó có chơi thì nó có chịu. Thứ đàn bà con gái nghiện ngập thì có ra cái gì? phòng bất lực trước suy nghĩ ích kỷ kèm theo sự ngang ngược này của mẹ mình đồng ý là mẹ anh không hại chết thanh nga nhưng nếu không phải do bà thông đồng với bà cả bày trò hãm hại thanh nga thì cô ấy đâu ra nông nỗi như thế này Bà anh có cưới thêm vợ thì đã sao đằng nào thì ông không có nhiều vợ thêm một bà bớt một bà có cái gì to tát việc gì phải hại người ta như vậy nếu như năm đó mẹ anh và bà cả không canh lúc ba anh đi công tác rồi bày kế đẩy nga vào đường cùng thì cô ấy đã không bị ông nội anh đuổi đi đã vậy cô ấy còn mang tiếng gian dâm với trai bị bắt tại trận đang ôm ấp người đàn ông khác trong chính ngôi nhà của chồng mình đối với phụ nữ mà nói mang tiếng gian dâm thì còn gì là thanh danh còn gì là trong sạch còn gì là danh tiết của người ta chứ mẹ anh luôn miệng nói rằng không hại chết thanh nga Vậy chứ bà hại cuộc đời con gái nhà người ta ra như thế, thì khác nào đang giết chết một người. Nếu anh mà là Thanh Nga, chắc anh nhục nhã ớt ức tự tử mà chết, chứ làm sao mà sống được. Anh hít vào một hơi, rồi ngước mắt nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn không một chút nào hối cải. Anh thật sự giận bản thân mình rèn sắt không thành thép, giận bà đến phát điên, nhưng bây giờ có trách bà cũng không giải quyết được gì. Cơ bản là một điều, bà không chịu hối lỗi không chịu nhận sai một người ngang ngược như bà anh có nói nhiều có giải thích nhiều thì chỉ mỏi miệng anh bà nghe từ tai này qua tai kia rồi bay chữ đi mất còn động lại được chút nào đâu nếu bà không phải mẹ ruột của anh thì anh bỏ mặc bà thật lâu cũng chẳng buồn quan tâm đến bà nhịn cơn giận vào trong lòng anh lúc này mới hỏi tiếp vậy còn chuyện đứa bé của thanh nga mẹ có biết không ạ Bà hai lau vội nước mắt trên mặt Bà thu thít lắc đầu Không biết Lúc nó chết làm gì có đứa bé nào Mẹ nói thật chứ ạ à? Mẹ nói thật mà Mẹ không biết có đứa bé nào của nó cả Mẹ nhận là mẹ bắt tay với bà liên hại con Nga Nhưng mục đích của mẹ Là muốn đuổi nó đi Nó bị đuổi đi rồi Thì mẹ còn để ý đến nó làm cái gì Còn nó có con hay không Mẹ không biết, mẹ không liên quan Phòng không hỏi tiếp nữa vì anh biết mẹ anh nói thật chứ không nói dối. Chuyện của Thanh Nga không còn là chuyện nhỏ. Oan hồn người ta về đòi con. Mà mẹ anh cũng không phải kiểu người điếc không sợ súng. Bà chắc chắn không dám giấu giếm anh. Nếu mẹ anh không có liên quan đến chuyện đứa con của Thanh Nga, vậy thì chỉ còn có hai người có liên quan. Một là người nhà bà Ba Hạ, người còn lại chính là bà Cả Liên. Trong lúc phòng đang tập trung suy luận, thì ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đầm đùng. Lần đầu tiên trong đời Anh nghe có tiếng đập cửa gấp gáp đến như vậy Cũng không đợi anh lên tiếng Người bên ngoài đã hét ẩm lên Cậu cả có chuyện rồi Cô giáo nhiên bị ngất ở phòng kho Là phòng kho của bà năm trước đây Cậu cả ơi cứu người Trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng của huân hương Những lọn khói bay nhẹ nhẹ trên không trung Tạo nên cảm giác thư thái dễ chịu cho người trong phòng Nhiên ngất đi đã hơn một ngày, hai đêm cô cứ nằm như vậy chưa có dấu hiệu tỉnh lại bác sĩ nói sức khỏe của nhiên rất tốt ngất đi là vì sốc hoặc là vì mất sức chứ ngoài ra không vì một tác động bên ngoài nào nhưng không bị thương không bị đánh mà lại ngất đi không chịu tỉnh lại chuyện này quả thật là ly kỳ quá mức biết tin nhiên ngất ở phòng kho từ ông chủ thượng cho đến bà tư đều lần lượt xuống thăm cô mang tiếng là xuống thăm nhưng mà chỉ biết đứng nhìn cô nằm đó mọi người toàn phải thông qua phong để biết tình hình của cô mà phong cũng thông qua việc này để ngầm công khai mối quan hệ của anh và nhiên bây giờ trong biệt thự nguyễn cao ai mà không biết cậu cả hết lòng chăm sóc cho cô giáo nhiên có người còn mù còn biết giữa hai người này đang có tình ý với nhau ông chủ thượng đi làm về muộn hôm nay ông đi bàn chuyện làm ăn với đối tác mãi gần khuya mới về đến nhà từ cái lần bà hai ngã bệnh đột xuất Ông chủ thượng ít ngủ ở phòng của bà Thì thoảng ông sẽ đến phòng bà tư phụng Hoặc là ngủ một mình Bà bà hai thời gian này cũng không dám bám lấy ông Ông không đến thì bà cũng không hỏi Hoàn toàn không giống như trước kia Bà tư đang giúp ông chủ thượng xoa vai Lúc này đột nhiên nghe ông hỏi Cô giáo nhiên tỉnh lại chưa? Dạ vẫn chưa anh ạ à. Lúc chiều em có xuống thăm Thì cô ấy vẫn nằm như vậy Không ăn không uống mà vẫn khỏe cứ như người thực vật ấy Vậy thì lạ quá Quá lạ luôn đấy chứ Mà có khi nào cô giáo cô bắp Bị bỏ bùa không anh Bùa ngài cái gì đừng nói linh tinh Còn bé đó thì có gì Để người ta phải dùng bùa với ngài Huống hồ ở cái mảnh đất này Không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy Bà Tư không dám bàn luận thêm về vấn đề này Bởi vì bà không giống như bà hai Không dám tranh luận với ông chủ thượng ở cái nhà này ngoài bà hai ra Thì cũng chẳng có ai dám đòi hỏi Dám phản bác Dám thị uy với ông chủ thượng Kể cả là bà cả Ông chủ thượng không nghe bà Tư trả lời Ông cũng lười không thèm hỏi Gần đây ông đang đau đầu về rất nhiều chuyện Thứ nhất là chuyện bức tranh bị mất cắp của con trai ông Thứ hai là về chuyện của Thanh Nga Thanh Nga là cô gái mà ông rất thích Cô ấy vừa hiền lành vừa dịu dàng và rất hiểu chuyện Để vụt mất cô ấy thật sự khiến ông hối tiếc. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không khiến ông cảm thấy quá sầu não. Mà điều quan trọng nhất là mẹ của Cao Phong lại dường như có liên quan đến chuyện năm xưa của bà Thanh Nga. Phải nói thế nào nhỉ? Ông rất yêu Ngọc Trà. Già đến thế này rồi nhưng vẫn còn tình cảm rất lớn với bà. Cũng bởi vì yêu nên ông mới làm nhiều chuyện cho mẹ con bà hai đến như vậy. Đừng nói là thiên vị cho Phong Đến cả việc để phong thừa kế toàn bộ tài sản, ông cũng đồng ý vô điều kiện. Ông đồng ý là do ông nhiều vợ, nhưng ông chưa từng để cho bà hai phải thiệt thòi hay phải thua kém bất kỳ ai. Nếu như bà chấp nhận được bà ba bà tư, vậy tại sao còn gây chuyện với Thanh Nga? Dù ông có lấy thêm Thanh Nga, thì cũng đâu có ai uy hiếp được vị trí của bà trong tim của ông chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cô dâu hào môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, mọi tình tiết về những bí mật trong ngôi nhà của ông của chủ thượng lại tiếp tục được tác giả Du Phong Vân của chúng ta gửi đến bật mí cho chúng ta. Và sau khi mà biết được những chuyện rắc rối trong ngôi nhà này, Tâm An nghĩ rằng chắc chắn cái sự mà ganh ghét về tình yêu, về tình cảm của ông chủ thượng dành cho các bà trong ngôi nhà này cũng chính là một nơi khiến chúng ta phải suy ngẫm về tình cảm, về tình yêu các mối quan hệ. Bởi vì nếu như không có sự ganh ghét thì chắc chắn các bà không hãm hại nhau như vậy và an nhiên có phải là một chìa khóa đúng hoặc một chìa khóa tâm linh để mở ra tất cả mọi bí mật trong ngôi nhà này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo. Tập 10 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe Tâm An đọc truyện nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.